Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phẫu thuật robot được xem là cuộc cách mạng thứ hai sau kỷ nguyên phẫu thuật nội soi với nhiều ưu điểm vượt trội. Đặc biệt trong phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, phẫu thuật robot là tiêu chuẩn tốt nhất khi chọn lựa điều trị nhờ mang lại hiệu quả điều trị tối ưu với sự xâm lấn tối thiểu nhẹ nhàng cho người bệnh. Điều trị tối đa với xâm lấn tối thiểu Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt là phương pháp điều trị tối ưu trong bệnh lý ung thư tuyến tiền liệt trong giai đoạn sớm. Phẫu thuật này đã phát triển từ mổ mở, phẫu thuật nội soi ổ bụng và gần đây nhất là phẫu thuật với hệ thống robot hỗ trợ, thường được gọi là phẫu thuật robot. Nhiều thực dược phẩm hệ thống robot đã được cục quản lý FDA Hoa Kỳ công nhận cho sử dụng trong phẫu thuật tiết niệu, ngoại tiêu hóa, gan mật, lồng ngực, sản phụ khoa. Với những ưu điểm hoàn hảo như vậy, ứng dụng phẫu thuật robot đã cho phép các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nhiều bệnh với sự xâm lấn tối thiểu, cắt lọc mô bệnh triệt để, đồng thời bệnh nhân ít mất máu, ít đau, ít chấn thương mô lành, bảo vệ chức năng sinh lý cho đường tiết niệu gần như hoàn toàn, hồi phục nhanh, giảm thiểu nguy cơ tái phát. Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng robot giúp cho phẫu thuật viên thao tác nhanh chóng và chính xác nên phẫu thuật kết thúc sớm thời gian mổ ngắn thời gian gây mê ngắn do đó thời gian hậu phẫu ngắn ít đau giảm thời gian nằm viện bệnh nhân có thể nhanh chóng quay về đời sống sinh hoạt bình thường hàng ngày điều này rất quan trọng đối với đối tượng bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm về mặt kiểm soát nguy cơ ung thư học qua những nghiên cứu cho thấy phẫu thuật robot đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất trong tất cả những lựa chọn điều trị hiện nay nhờ khả năng cắt lọc tối đa loại bỏ tốt nhất các mô ung thư. Đặc biệt giảm tỷ lệ của một số tình trạng hay gặp sau phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt, xón tiểu, rối loạn cương. Nhờ phẫu thuật viên có thể nhìn thấy toàn diện phẫu trường trên màn hình 3D độ nét cao, vì vậy có khả năng phân biệt mô của các cơ quan một cách rõ nét nhất. Ứng dụng tại Việt Nam Việt Nam là nước thứ hai ở châu Á và là nước đầu tiên ở Đông Nam Á ứng dụng công nghệ phẫu thuật robot. Năm 2012, Bệnh viện Việt Đức là đơn vị đầu tiên triển khai ứng dụng robot, định vị chính xác trong phẫu thuật cuộc sống. Kế đến là các bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Trợ Rẫy. Trong đó, Bệnh viện Bình Dân đã được Bộ Y tế phê duyệt của 14 bệnh có thể ứng dụng robot trong phẫu thuật, bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, cắt bằng quang tận gốc cắt thận bán phần, toàn phần, tạo hình khúc nối bể thận, niệu quản, điều trị xa sinh dục, tạo hình bàng quang bằng ruột, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, nang ống mật chủ, ung thư tụy, ung thư đường mật ngoài gan, ung thư phổi, u trung thất. Triển khai phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình dân trong thời gian vừa qua đã đạt một số kết quả khả quan, đặc biệt trong ngành tiết niệu với điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Tính đến nay. Bệnh viện đã thực hiện thành công 24 ca phẫu thuật robot điều trị ung thư tuyến tiền liệt và là mặt bệnh được áp dụng phẫu thuật robot nhiều nhất tại bệnh viện. Một số thông tin khai quát sau đây sẽ giúp chúng ta phần nào hiểu được lợi ích của phẫu thuật robot trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Trên trang chi thức trẻ, các nhà khoa học Mỹ đã thiết kế một miếng dán xa có thể theo dõi chuyển động, nhịp tim và nhịp thở mà không cần sử dụng bất kỳ dây pin hay mạch nào. Thiết bị có tên mạng cảm biến vùng cơ thể hoặc BodyNet là một tập hợp các cảm biến được đối mạng, có thể sử dụng để theo dõi các tín hiệu sinh lý của con người. Miếng dán này có thể giúp đo độ căng của da. Sau đó, thiết bị sẽ gửi các thông số này đến một máy thu được gắn vào quần áo của người đó. Dựa trên các thông số này, các nhà nghiên cứu có thể theo dõi nhịp thở và nhịp tim cũng như cử động tay và chân của họ. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã dán các cảm biến vào cổ tay và bụng của người tham gia để phát hiện mạch và nhịp thở của họ, đặt các cảm biến trên khỉu tay và đồ gối của người tham gia cho các nhà nghiên cứu biết khi nào người đó di chuyển vì miếng dán giúp phát hiện sự kéo căng và co thắt của da ở các khu vực tương ứng với các cơ bị uốn cong. Hệ thống sáng tạo này cũng sử dụng công nghệ Bluetooth để gửi các thông số từ máy thu đến điện thoại thông minh hoặc bất kỳ thiết bị không dây nào khác. Các nhà nghiên cứu cho biết thiết bị có thể ứng dụng theo dõi cho những người có vấn đề về giấc ngủ và bệnh tim. Quý vị và các bạn thân mến, củ cải trắng thuốc quý cho sức khỏe sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.